bánh xèo bà con, bánh xèo, bánh xèo, bánh xèo bà con biết hết rồi không? Trong hẻm, ngoài hẻm, những nơi đông đông, những nơi vắng vắng, nơi nào cũng có thể bán được. Nhưng mà bánh xèo nó tốt là vậy, nhiều người ăn vậy, nhưng mà có những bệnh thế này, những người này vui lòng đừng ăn bánh xèo để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chúng ta ăn bánh xèo vào thì nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh mà không tốt gì cho sức khỏe cả. Đó là người vui lòng đừng ăn bánh xèo là người béo phì, người có bệnh tim mạch, trẻ 10 tuổi trở xuống, lớn tuổi 60 tuổi trở lên, người có bệnh gút, người có bệnh đau dạ dày, người có bệnh ngứa ngứa. Đó là vui lòng đừng ăn bà con nha. Những người không ăn để cho nó tốt sức khỏe và tốt cho căn bệnh của mình là người béo phì, tim mạch, trẻ 10 tuổi trở xuống, lớn tuổi 60 tuổi trở lên, bệnh gút, đau dạ dày và bệnh ngứa là đừng ăn bà con nha, để cho nó tốt sức khỏe và tốt cho căn bệnh của mình. Ngoài ra bánh xèo ta không ăn quá 2 cái một tuần, ăn một lần, một tuần ăn một lần, nhưng mà không quá 2 cái, một lần ăn 2 cái cũng được. Bánh xèo chẳng tốt gì cho sức khỏe bởi vì nó có mỡ, có dầu và những thứ phụ niêm kèm theo không tốt cho sức khỏe. Có muốn ăn, muốn ăn là một tuần ta ăn không quá 2 cái bánh xèo bà con à. À, chúc bà con ta vui, trẻ khỏe đẹp. Nào nào, xin chào.